được nói nữa. 100k nói nhanh nhanh khẩn trương. Dừng lại, không được nói nữa. 100k nói nhanh nhanh khẩn trương. Một năm mày nộp ra đây nhanh. Hai là lớp đếp có học hành gì nữa. Đây đã phải lần đầu tiên của mày. 100k nói nhanh nhanh khẩn trương. Fuck me shit, mày nói ai lừa đảo? Tao nói cho mày biết khi mày bước vào đây. Tao không lừa đảo mày thì tao biết lừa đảo ai. 30 chữ ai, tao vừa chữ mày đấy. Tao nói cho mày biết, 1 thay đến 10 cái trung tâm bên ngoài kia không biến mày thành con lợn thì cũng chẳng biến mày thành con người được đâu. Mày hiểu chưa? Đây là sự chơi của tao và cũng là luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100k lớp học tiếp, không thì bước. Đây là sân chơi của tao và cũng là luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100k lớp học tiếp, không thì bước. Mày như cả lớp làm gì mày làm đấy. Mày đừng để tao điên lên. Mày ăn thằng cu nhầy rồi đấy. Mày đừng để tao dên lên. Tao đã cần cái tư cách giáo viên rẻ rách. Mày đóng tiền rồi cút khỏi ra lớp tao. Đóng 100k rồi bước ra khỏi lớp. Tao đéo nói nhiều đâu. Get out now. Trăm ca nói ra tao cũng bốc cá. Một trăm ca nói ra. Chúng mày gọi bảo vệ lên. Để tao nói cho mày biết, một khi đã động đến lòng tự ái của tao, xác định cho chúng mày đi kiết. Để tao nói cho chúng mày biết, tao không phải là người vô học. Chính mày mới là người vô học. Cút ra khỏi đây cho đầu ngứa mắt tao. Đây là sân chơi của tao và cũng là luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100k lớp học tiếp, không thì bước. Đây là sân chơi của tao và cũng là luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100k lớp học tiếp, không thì bước. Tao sinh ra đã là cung bọ cạp. Một khi mà đã động sự tôn trọng của tao, tao sẽ làm đúng những gì mày đã làm với tao. Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì cả. Mày đã xúc phạm đến danh dự của tao. Mày còn chửi người ta không ra một cái gì cả. Cái loại học sinh như mày hiệu trưởng cần phải biết. Những loại khốn nạn như mày đừng cần phải giết. Fuck. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.